Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 9 thường. Hôm nay chúng ta sẽ giải sách bài tập tiếng Anh của Mai Lan Hương. Sách bài tập tiếng Anh của Mai Lan Hương, sách màu vàng nè. Bài số 1, Unit 1, A Visit from a Pupil, một chuyến đi thăm từ một người bạn qua thư. Bài 1 La Mã của chúng ta nối hai cột với nhau. Bên này là một cái từ và bên này là định nghĩa của từ đó. Bây giờ chúng ta cùng làm bài này. Câu số 1, Pupil là bạn qua thư. Mosque là nhà thờ Hồi giáo. Climate là khí hậu. Religion là tôn giáo. Currency, tiền tệ. Compulsory, bắt buộc. Tuition là học phí. Mausoleum là lăng á, lăng Bác Hồ á. Ok rồi chúng ta coi nè. Mausoleum nha. Ở bên này hệ thống này, system là hệ thống, money là tiền, hệ thống tiền tệ được sử dụng trong một đất nước thì cái này sẽ là đơn vị tiền tệ. Đó là câu số 5 nối với câu A. Câu B, một cái thăm là lăng mộ, một cái mộ rất là ấn tượng, rất là to á. Cái này sẽ là lăng mausoleum. Câu C, ai đó mà thường xuyên viết thư đều đặn, một cách thân thiện, cái này là người bạn qua thư. Một cái người nào đó mà bạn viết thư đều đặn là bạn qua thư nhá. Temple. Câu D, tiền, money là tiền mà bạn trả, pay là trả để đi học. Cái từ pay này là trả tiền đó, để đi học đó, để đến lớp đó, thì nó là học phí, tuition. Câu E, một cái building là một cái tòa nhà mà thờ cúng đạo Hồi. Ok, worship là thờ cúng, vậy nhà thờ Hồi giáo. Mosque, nhà thờ Hồi giáo. Hôm trước chúng ta học từ vựng rồi. Rồi, compulsory là bắt buộc. Require là bắt buộc nè. Bắt buộc theo một quy luật nào đó, yêu cầu theo một cái nội quy định. Ok, và luật. Rồi, tiếp theo. Oh my god, đến đâu rồi nhỉ? Đây. Believing in a God, tin vào thánh thần, vào Chúa, vào thánh thần, vào thần thánh. Thì câu này đó là tôn giáo này. Rồi, cái mẫu chung, một kiểu thời tiết chung chung, cái này sẽ là khí hậu, climate nhá. Weather là khí hậu, là thời tiết này. Rồi, hết rồi. Vậy câu 1 chúng ta nối này. 1 có rồi, 1 là C nhá, 2 là E, 3 là gì? 3 là G, 4 là F, 5 là A, 6 là H, 7 là D, 8 là B. Ok. Rồi, chép vô nhá. Rồi chúng ta qua bài số 2 La Mã các bạn. Bài 2 La Mã là điền từ trong hộp của câu. Correspondent là hồi âm, chúng ta học rồi. Impress là ấn tượng, động từ. Impress by, pray là cầu nguyện. Comprise là bao gồm. Divide into là chia ra, hay là chia thành. Depending on là phụ thuộc vào. Separated là phân biệt. Separated là phân biệt. Enjoying là thích thú, thưởng thức. Rồi nào. Accommodation á, điều kiện sống, bao gồm hay là khu sống, cái này là chỗ ở, bao gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp và 1 phòng tắm. Câu số 1 điền comprise và thêm sờ vô, comprise chủ ngữ số ít. Câu số 2, chúng tôi
hồi âm cho nhau 10 trong vòng 10 năm, nhưng tôi không bao giờ thực chưa bao giờ thực sự gặp mặt anh ấy. Đó, bạn qua thư đó, correspondent ha. Tiếp theo chúng ta có từ into nè, thì chắc chắn đây là divided rồi. Divide into là chia ra. Trẻ em được chia thành 3 nhóm. Câu số 4. Câu số 4. Cái này là cầu nguyện, praise đi với for là cầu nguyện cho người đàn ông đã chết. Câu số 5, người cầu nguyện cho người đàn ông đã chết này. Câu số 5 này, quang cảnh của thành phố, quang cảnh của thành phố. Quang cảnh của thành phố không bao giờ không bao giờ lỗi thời, thất bại, là thất bại. Thất bại trong việc gây ấn tượng với du khách nước ngoài, impress. Cô ấy được phân biệt với mẹ cô ấy, được phân biệt với mẹ khi cô ấy 3 tuổi, tức là tách biệt, không ở chung nữa. Câu số 7 này, Claire thì rất là thưởng thức kỳ nghỉ trượt tuyết của cô ấy. Câu số 8, tương lai của bọn họ phụ thuộc vào cách mà họ học hành ở trong ngôi trường. Đây có on này thì chúng ta sẽ suy luận ra được, ở đây sẽ xài depend nha, depend on. Rồi chúng ta xuống bài bài 3 La Mã. Sử dụng dạng đúng của từ trong ngoặc, cái này là bài buộc form danh động tính trạng đó, danh động tính trạng nha. Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, người ta cho một từ trong ngoặc chúng ta phải biết là chúng ta cần cái nào, danh động hay tính hay trạng. Rồi câu số 1 nè, impress là động từ gây ấn tượng. First nè, ở đây thiếu một danh từ đóng vai trò chủ ngữ trong câu, cho nên chúng ta phải chuyển cái động từ này thành danh từ nào. Đó, đó là impression. Câu số 2, câu số 2 có động từ to be rồi, ở đằng sau thiếu một tính từ. Người ta cho chúng ta từ danh từ friend, bạn bè, chúng ta sẽ chuyển thành tính từ friendly. Câu số 3, câu số 3, correspond là động từ hồi âm, phản hồi. Chúng ta phải biến nó thành từ gì? The editor welcome. Welcome là chào đón. Ở đây là động từ rồi nè. Đây là động từ nha. Đây là chủ ngữ, đây là động từ. Vậy đây nó thiếu một cái danh từ. Chúng ta biến cái từ này thành danh từ correspondence. Correspondence, sự hồi âm. Nhà biên tập chào đón sự hồi âm, sự phản hồi từ những độc giả, từ những độc giả trong bất cứ môn học nào hay lĩnh vực nào. Câu số 4, một vài người không có tôn giáo, không có tôn giáo. Ở đây á, believe là danh từ, trước danh từ sẽ là một tính từ. Người ta cho mình cái danh từ religion là tôn giáo. Chúng ta sẽ chuyển thành religious tính từ nha. Câu số 5, trước tuổi 18 thì anh ấy hoàn toàn độc lập. Và lứa tuổi 18 anh ấy sẽ hoàn toàn độc lập với bố mẹ. Người ta cho chúng ta cái động từ depend, chúng ta phải chuyển nó thành, ở chỗ đây là thiếu một cái tính từ, thiếu tính từ. Và xét về nghĩa sẽ là trước tuổi 18 thì anh ta hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ, phải phụ thuộc mới đúng. Ở đây phải là dependent. Câu số 6, người tiếng Anh và tiếng Pháp là quốc ngữ của Canada. Bây giờ language là danh từ, danh từ rồi. Người ta cho chúng ta cái từ danh từ office này, chúng ta sẽ chuyển thành tính từ. Chúng ta thiếu một cái tính từ ở đây, tính từ đứng trước danh từ, cho nên chúng ta sẽ biến đổi office thành official language, ngôn ngữ chính thức, hay là gọi là quốc ngữ. Tiếp theo câu số 7 nè, America. Rồi danh từ này, production, sự sản xuất nhá. Bây giờ có danh từ đây rồi thì ở đây phải là một tính từ, attractive. Người ta cho chúng ta industry là danh từ, chúng ta sẽ biến thành tính từ industrial, đấy, sự sản xuất công nghiệp. Rồi tiếp theo, how can we make the subject more. Chúng ta có thể làm cách nào để làm cho môn học nó thú vị hơn đối với người trẻ tuổi. Bây giờ nó cho chúng ta danh từ interest, sự quan tâm. Chúng ta biến nó thành tính từ. Ở đây thiếu một cái tính từ này, more cũng tính từ này, tính từ interesting. Chúng ta biến thành tính từ interesting.
Tiếp theo, câu số 9, số 10. Số 9, số 10. Rồi, câu số 9, có rất nhiều bậc phụ huynh. Có rất nhiều phụ huynh. Sao? Đều đề nghị là phân chia lớp học thành những phần khác nhau. Bây giờ chúng ta người ta chắc cứ ra cái từ divide là động từ phân chia. Chúng ta thiếu một cái danh từ, không cần dịch nghĩa cũng làm được, không cần dịch nghĩa luôn. Ở đây có danh từ nè, có the nè, the sẽ cộng một danh từ ở đây, cho nên chúng ta sẽ biến nó thành division. Câu số 10, toán học là một môn học bắt buộc ở trường, compel. Chúng ta biến thành tính từ compulsory, compulsory bắt buộc. Toán là một môn học bắt buộc ở trên trường. Rồi, bài 4, bài 5, bài 6, bài 7, bài 8, bài 9, bài 10, bài 11. Chúng ta sẽ làm trong phần tiếp theo. Goodbye, see you later.